thì mình nói nếu mà Việt Nam thuận thiên 5 năm về trước, dân tộc Việt Nam mình hôm nay là mạnh rồi, là tiền bạc dư giả rồi, không có nghèo nữa, không có Sài Gòn bây giờ không phải vậy nữa, mà giàu hơn bây giờ gấp mấy chục lần rồi, không có khủng hoảng kinh tế như vậy, nhà băng không có sụp đổ, không có cần phải đi lại. Ok, ngày hôm qua mày bạn tao, nhưng mà mày hối lộ, bữa giờ tao biết mày hối lộ được 8.000 tỷ, thôi bây giờ tao khám sức khỏe nhà mày, mày chia lợi cho tao. Ở bến bây giờ là gì, cứ lấy tiền qua lấy tiền lợi, tao không cần biết bạn bạn, nhưng mà bây giờ tao hết tiền, tao không có bạn nữa. Cái nghe đốt củi đốt lò không phải không hả? Thì không có cần tiền. Ở thế giới là sản xuất về khai thác rất là nhiều tiền. Tiền của tất cả những mà quan chức đó, mà chuyển qua Mỹ gần mấy chục năm nay, bữa ngồi tính khoảng như 300 tỷ. 300 tỷ so thế giới đâu nhầm nhò gì. Mà mình phải đấu đá nhau, mình phải ở tù rồi tử hình, rồi làm đủ chuyện hết, náo loạn. Giống như Mỹ nó dục cục xương vậy, cả đá mấy ông quan chức Việt Nam giành nhau có cục xương, trong khi mình những cái mâm cổ đầy mình không có chịu để mà mình ngồi lên. Thế nó cũng buồn. Mà mình đã nhìn thấy trước, mình đã nhắc nhở rồi Thượng Thiên. Nhưng mà cuối cùng 12 cây nhang gần đây bắt trọng Thượng Thiên. Việt Nam bây giờ chơi theo Mỹ,